Chào mừng quý vị khách mời, đối tác và đại diện các cơ quan truyền thông đang theo dõi sự kiện lễ ra mắt chữ ký số từ xa MISA eSign của công ty cổ phần MISA ngày hôm nay. Quý vị thân mến, 2021-2022 được coi là năm bùng nổ của chuyển đổi số khi công nghệ đã không chỉ thay đổi thói quen hàng ngày của người dân mà còn giúp các doanh nghiệp tự động hóa, duy trì vận hành từ xa mà vẫn đảm bảo hiệu suất. MISA cũng vô cùng tự hào khi đã và đang đồng hành cùng các doanh nghiệp bằng các giải pháp chuyển đổi số giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều ảnh hưởng như hiện nay. Sau thời gian nghiên cứu, ngày hôm nay MISA hân hạnh ra mắt chữ ký số từ xa MISA eSign. Giải pháp này sẽ giúp hoàn thiện hơn hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp của MISA, hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp thay đổi phương thức ký kết để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu suất trong bối cảnh mới. Vâng thưa quý vị, hiện nay có đến 95% các doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng phương thức ký số bằng USB token. Vậy với cách làm truyền thống hiện nay đang gặp những bất cập khó khăn như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch hành chính như kê khai thuế qua mạng, khai bảo hiểm xã hội điện tử, hải quan, ký xuất hóa đơn điện tử hay ký kết các văn bản giao dịch điện tử đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thực trạng 95% các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang gặp phải nhiều bất tiện cũng như khó khăn trong giao dịch ký số khi sử dụng phương thức truyền thống là USB token. Mình hiện tại mình là kế toán dịch vụ ấy, nên mình quản lý rất nhiều cái lượng USB token của các doanh nghiệp. Ít nhất là mỗi một doanh nghiệp là mình có một cái USB rồi, đấy là ít nhất, còn không thì thậm chí là phải 2 đến 3 cái cơ. Thì cái việc quản lý của nó cũng gặp rất nhiều khó khăn nếu mà mình không có kế hoạch nhất định hay không có cái kế hoạch bảo quản. Khi các bạn rút ra cắm vào để thay đổi trong một kỳ về báo cáo ngắn mà chúng ta phải thao tác rất nhiều lần để chúng ta thay đổi USB liên tục, thì nó cũng dẫn đến cái cổng kết nối giữa máy tính và USB nó cũng sẽ bị hỏng. Toán mà không quan tâm đến vấn đề hạn ấy, thì nó hết hạn tại điểm đấy mà mình không kịp gia hạn thì mình cũng không thể ký chữ ký số hoặc ký bằng hình thức điện tử. USB token ấy thì hiện tại nó rất là bất cập với bộ phận phòng ban kế toán của bên tôi. Ví dụ như là cô kế toán thường xuyên là phải mang cái chữ ký số USB token mang theo người là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải cài cái phần mềm là MISA chữ ký số trên cái laptop của cô bé kế toán. Do vậy mà khi bên tôi muốn xuất hóa đơn hoặc là truyền khai báo thuế thì bắt buộc là phải sử dụng chữ ký số và máy tính đó. Do vậy nó rất là bất cập. Cái thứ hai nữa là cái việc phải thường cái USB đấy có thể nó bị hỏng hoặc hư hại bất cứ lúc nào. Do vậy nó rất là khó khăn cho doanh nghiệp khi mà có việc gấp. Cái thứ ba là về cái thời hạn của chữ ký số USB token. Đấy. Thì nó sẽ nhiều lúc là doanh nghiệp không thể nhớ được cái thời hạn. Đấy. Khi mà hết thì cũng phải có thời gian kích hoạt trong vòng 24 tiếng. Trong giờ làm việc, nếu mà rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật thì nhiều khi nó gặp vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi đang là admin của group cộng đồng kế toán Việt Nam và đang là giám đốc của công ty kế toán kiểm toán Giang Vân. Trong quá trình quản trị của group và hợp tác kế toán với hàng trăm doanh nghiệp, tôi thấy rằng chủ doanh nghiệp hay là kế toán họ thật sự vẫn chưa hài lòng về chữ ký số hiện nay. Thứ nhất là họ phải cầm theo chữ ký số. Thứ hai, nó gây ra sự hỏng hóc và thất lạc trong quá trình sử dụng. Cái thứ ba, chủ doanh nghiệp họ không quản lý được mục đích sử dụng của USB. Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, thì tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ ngày 1 tháng 7, chủ hộ kinh doanh cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, doanh nghiệp hay chủ hộ kinh doanh họ đang rất cần một giải pháp ký số mới có thể giải quyết được các vấn đề bất cập trên. Tôi là Trịnh Dương Thủy, là admin, một trong những admin của gia đình kế toán Hà Nam. Đồng thời tôi cũng là giám đốc của đại lý thuế VNT tại Hà Nam. Thì trong quá trình mà hỗ trợ cũng như xử lý cho các doanh nghiệp và các anh chị kế toán thì tôi nhận thấy là các anh chị kế toán cũng có khá nhiều các cái vướng mắc mà liên quan đến việc sử dụng chữ ký số. Và đặc biệt là theo xu thế mới thì đối với chữ ký số từ xa, với kinh nghiệm và bản thân của tôi thì tôi cũng khuyến cáo anh chị một số các cái nội dung
cơ bản anh chị cần lưu tâm trước khi mà anh chị thực hiện cái việc lựa chọn nhà cung cấp, anh chị nên quan tâm đến cái việc đầu tiên là cái nhà mạng cung cấp đó, mức độ uy tín của người ta như thế nào và cái thủ tục pháp lý cũng như hồ sơ pháp lý của nhà mạng đó đã được cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ về chữ ký số từ xa hay chưa. Và cái quan trọng nữa là cái quy trình thủ tục cấp như thế nào. Và hiện nay thì theo tôi được biết trên thị trường chữ ký số và đặc biệt là cái chữ ký số từ xa thì MISA cũng là một trong những đơn vị tiên phong và đi đầu trong cái lĩnh vực, trong cái dịch vụ cung cấp chữ ký số từ xa. Và các cái bộ phận liên quan về hỗ trợ chăm sóc cũng khá là tốt, có đội ngũ rất là đông đảo. Nên là cũng khuyên cáo anh chị là nên tìm và lựa chọn các nhà cung cấp mà nó uy tín trên thị trường, tránh cái rủi ro sau này là sau khi mà anh chị mua xong và trong quá trình sử dụng có vướng mắc hoặc là không được hỗ trợ kịp thời. Đấy là một trong các cái vấn đề mà cũng khuyên cáo anh chị trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Những khó khăn trong việc ký kết bằng phương thức truyền thống sử dụng USB token kể trên đã đặt ra một bài toán dành cho các doanh nghiệp là cần phải có một giải pháp mới để khắc phục những bất cập trên, một hình thức ký kết giao dịch điện tử mới để có thể ký mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trên mobile mà không cần gặp gỡ, chờ đợi hay bị gián đoạn. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chắc hẳn đâu đó quý vị đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua các câu chuyện của các nhân vật đúng không ạ? Vậy thì với thực trạng và khó khăn của việc ký kết bằng phương thức truyền thống như vậy, liệu rằng có giải pháp nào giúp chúng ta giải quyết hay không? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần MISA, sẽ chia sẻ với quý vị về giải pháp giúp cho các doanh nghiệp có thể ký kết các văn bản, giao dịch điện tử và giao dịch hành chính mọi lúc mọi nơi. Vâng, xin được mời ông Lê Hồng Quang ạ. Kính chào quý vị đang theo dõi buổi ra mắt sản phẩm chữ ký số từ xa của MISA ngày hôm nay. Như chúng ta biết, hiện nay thì chúng ta đang sử dụng cái chữ ký số phổ biến nhất là chữ ký số dùng USB token. Thế và với cái giải pháp mà dùng USB token thì như chúng ta biết là nó có rất nhiều cái bất tiện khiến cho chúng ta hiện nay cũng đang sử dụng cái giải pháp này vào trong một số cái hoạt động ký kết, như là thường là các doanh nghiệp thì đang dùng để kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan và một số các cái giấy tờ khác. Tuy nhiên nó cũng chưa thuận tiện để thúc đẩy chúng ta thực hiện nhiều cái giao dịch khác. Cái bất tiện của nó thể hiện ở cái chỗ là chúng ta luôn luôn là phụ thuộc vào các cái phải mang theo các cái thiết bị như là USB token để mà lưu mã bí mật hay là máy tính để chúng ta có thể kết nối để mà xem ký tá tài liệu. Thế và cái thao tác mà mỗi lần ký tá hay là kết nối nó cũng rất là phức tạp. Chúng ta phải tải tài liệu về, chúng ta phải kết nối và chúng ta phải ký, sau đó lại download tài liệu lên, upload tài liệu lên và chuyển cho các bên liên quan. Thế từ những cái bất cập như vậy thì MISA cũng vừa qua là một trong những đơn vị đầu tiên mà được Bộ Thông tin Truyền thông chính thức cấp phép cái dịch vụ cung cấp cái dịch vụ chữ ký số từ xa, và chúng tôi đặt tên cái giải pháp này là MISA eSign. Thế và với cái chữ ký số từ xa này thì chúng ta có thể ký kết mọi loại văn bản chứng từ ở trên các cái định dạng khác nhau như là Word, Excel, PDF, và chúng ta có thể ký được ở trên nhiều cái nền tảng thiết bị, trong đó đặc biệt là chúng ta có thể ký được ở trên điện thoại di động. Và với cái việc mà ký được trên điện thoại di động này chắc chắn sẽ tạo cái thuận lợi cho chúng ta tiếp cận cái chữ ký số này và sử dụng cái chữ ký số này trong nhiều hoạt động, không chỉ trong cái doanh nghiệp mà đối với lại các cái khách hàng cá nhân sau này. Và đối với lại cái áp dụng cái chữ ký số đó trong các cái việc ký kết các cái hợp đồng, các cái giấy tờ, các cái văn bản khác nhau, thì hiện nay có một số những cái ứng dụng mà thường xuyên phải sử dụng chữ ký số, như là cái nền tảng hợp đồng điện tử hay là hóa đơn điện tử thì chúng ta phải ký số, đúng không? Trước khi phát hành hóa đơn, hay là chúng ta phải kê khai các cái hệ thống về bảo hiểm xã hội, thuế ở trên các cái hệ thống phần mềm
Ví dụ như Mayside hiện nay đang cung cấp cái nền tảng hợp đồng điện tử hay là hóa đơn điện tử hay phần mềm kế toán, thì chúng tôi tích hợp sẵn cái chữ ký số này trên các cái phần mềm và nền tảng như là phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thì khiến cho khách hàng của chúng tôi có thể ký được ngay mà không cần phải kết nối mỗi một lần chúng ta ký. Thế và đặc biệt đối với lại những cái đơn vị khác, sau này chúng ta có những cái hệ thống mà phải ký tá nhiều tài liệu thì chúng tôi cũng sẽ xem xét tích hợp cái chữ ký số từ xa này với các cái giải pháp của doanh nghiệp có sẵn để giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong việc kết nối mỗi một lần ký. Như vậy là cái chữ ký số từ xa này đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép chính thức, và chúng tôi tuân thủ các cái tiêu chuẩn châu Âu và đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép chính thức. Chúng tôi đáp ứng những cái quy định hiện hành hiện nay về chữ ký số từ xa như là Nghị định 130 và cái Thông tư 16 của Bộ Thông tin Truyền thông. Sau đây để quý vị có cái nhìn trực quan hơn thì xin mời quý vị theo dõi một đoạn video ngắn về giải pháp của chúng tôi. Chữ ký số MISA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản chứng từ dạng Word, Excel, PDF ngay trên điện thoại hay thiết bị sử dụng hệ điều hành Win, Mac OS mà không cần USB token. Mỗi lệnh ký trước khi thực hiện đều được xác thực qua thiết bị mobile theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 16/2019 đối với loại chữ ký số từ xa. MISA eSign hiện đã tích hợp với nền tảng ký tài liệu số Amis WeSign, phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán, bảo hiểm, giúp điện tử hóa mọi văn bản giấy tờ của đơn vị, từ đó tối ưu năng suất, tiết kiệm chi phí. Sứ mệnh của MISA là cống hiến những giá trị tốt nhất cho xã hội, chia sẻ tri thức với cộng đồng. Chúng tôi luôn nghiên cứu phát triển và cho ra mắt những sản phẩm tiện ích, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt. Trong đó, sự ra đời của chữ ký số từ xa MISA eSign là giải pháp số nổi bật, bổ sung và hoàn thiện hơn hệ sinh thái các phần mềm giải pháp công nghệ của MISA, giúp doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất công việc, tăng sức cạnh tranh và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Hồng Quang. Quý vị thân mến, trên đây ông Lê Hồng Quang đã chia sẻ những ưu điểm của giải pháp số này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thời khắc chính thức ra mắt chữ ký số từ xa MISA eSign. Xin được mời ông Lê Hồng Quang sẽ tiến vào vị trí và cùng nhấn nút khởi động để đánh dấu sự ra mắt chữ ký số từ xa MISA eSign ạ. Xin mời ông ạ. Vâng, xin được chúc mừng chữ ký số từ xa MISA eSign với những tính năng vượt trội đã chính thức có mặt trên thị trường để đồng hành cùng các đơn vị. Và ngay sau đây xin mời bà Phạm Thị Tuyến, Phó Giám đốc Kinh doanh sẽ công bố giá bán và chính sách ưu đãi đặc biệt của sản phẩm này tới quý vị. Xin mời bà Phạm Thị Tuyến ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn MC Danh Sơn. Thưa các anh chị vừa nghe phần trình bày của ông Lê Hồng Quang về những tính năng tiện ích của giải pháp chữ ký số từ xa MISA eSign. Và cũng có rất là nhiều những anh chị sau khi nghe phần trình bày xong thì cũng có gửi câu hỏi về phía ban tổ chức. Vậy giá của sản phẩm chữ ký số từ xa MISA eSign thì bao nhiêu và doanh nghiệp sẽ phải bỏ bao nhiêu chi phí để có thể sử dụng được giải pháp này? Vâng, và ngay sau đây tôi xin phép được công bố giá bán chính thức của sản phẩm chữ ký số từ xa MISA eSign. Đối với sản phẩm chữ ký số từ xa MISA eSign thì anh chị sẽ phải trả hai khoản phí. Khoản phí thứ nhất đó là phí khởi tạo chữ ký số, phí kích hay còn gọi là phí kích hoạt chữ ký số. Và chi phí cho một chữ ký số là 500.000 Việt Nam đồng. Khoản phí thứ hai là phí thuê bao chữ ký số hàng năm. Đối với phí thuê bao chữ ký số hàng năm cho các doanh nghiệp đăng ký giải pháp chữ ký số thì chi phí một năm là 1.350.000 đồng cho một năm. Nếu doanh nghiệp đăng ký gói 2 năm thì sẽ tiết kiệm chi phí là hơn 200.000 đồng so với gói 1 năm. Chi phí của doanh nghiệp phải trả cho gói 2 năm đó là 2.250.000 đồng. Còn những doanh nghiệp mà đăng ký luôn gói combo 3 năm thì anh chị chỉ trả chi phí trong 3 năm là 3.050.000 đồng. Tức tính ra là mỗi 1 năm mình đã tiết kiệm được hơn 300.000 Việt Nam đồng so với anh chị đăng ký gói 1 năm.
Còn đối với những cá nhân trong tổ chức muốn đăng ký dịch vụ chữ ký số từ xa thì Misa cũng có cái báo giá chi tiết, đó là anh chị sẽ đối với cái phí 1 năm thì anh chị sẽ trả cái chi phí là 550.000 đồng cho 1 năm. Còn đối với 2 năm thì anh chị sẽ trả cái khoản chi phí sẽ là 950.000 đồng. Mình sẽ tiết kiệm hơn chi phí so với mình đăng ký 1 năm. Đối với những cá nhân trong tổ chức muốn đăng ký 3 năm thì chi phí cho 3 năm là 1.250.000 đồng cho 3 năm. Còn đối với những cá nhân độc lập muốn đăng ký cái giải pháp chữ ký số từ xa thì chi phí giống như cái báo giá giống như là đối với gói chữ ký số của cá nhân trong tổ chức. 1 năm thì anh chị sẽ trả cái chi phí là 550.000 đồng. 2 năm thì chi phí sẽ là 950.000 đồng và 3 năm sẽ là 1.250.000 đồng. Thì đó là báo giá về cho những doanh nghiệp đăng ký của những chữ ký số từ xa của tổ chức, cá nhân trong tổ chức và của cá nhân. Thưa anh chị, thì Misa còn có một ưu đãi rất đặc biệt dành cho các anh chị, toàn bộ các anh chị đang tham dự cái buổi lễ ra mắt chữ ký số từ xa Misa ngày hôm nay. Đó là những anh chị đăng ký cái dịch vụ triển khai chữ ký số ngay tại buổi lễ ra mắt thì sẽ có cơ hội nhận được cái voucher là 50%. Dạ vâng, thưa các anh chị, em xin nhắc lại, đó là voucher 50%. Bình thường thì Misa chỉ giảm giá 10-15% thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay Misa ra mắt giải pháp chữ ký số từ xa, anh chị đăng ký tại buổi lễ ra mắt thì anh chị sẽ nhận được cái voucher 50%. Và voucher này anh chị sẽ có hạn áp dụng đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Và anh chị đăng ký thì mình có thể quét mã QR trên màn hình. Anh chị có thể quét mã QR hoặc là vào cái link truy cập đăng ký để lại cái thông tin của doanh nghiệp, mã số thuế hay là của cá nhân, số điện thoại của anh chị thì sẽ có nhân viên Misa liên hệ lại hỗ trợ trực tiếp cho anh chị. Dạ vâng, thưa anh chị, thì Misa cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các doanh nghiệp cũng như là cá nhân trong tổ chức có gửi câu hỏi về cho Misa. Doanh nghiệp hay cá nhân muốn sử dụng giải pháp chữ ký số từ xa Misa eSign thì sẽ phải trải qua những bước nào và phải làm những cái thủ tục gì, đúng không ạ? Thì ngay sau đây thì tôi cũng xin phép được trình bày đối với việc những tổ chức hay những cá nhân trong tổ chức muốn đăng ký giải pháp chữ ký số từ xa Misa eSign thì anh chị chỉ có trải qua 4 bước rất đơn giản. Bước thứ nhất là anh chị đặt mua tại trang web eSign.misa.vn. Anh chị điền lại những cái thông tin về tổ chức doanh nghiệp của mình, thông tin về chủ sở hữu doanh nghiệp hay những thông tin của những cá nhân muốn mua chữ ký số. Bước thứ hai thì anh chị sẽ nộp hồ sơ đăng ký chứng thư số cho Misa. Sau khi anh chị nộp hồ sơ đăng ký chứng thư số cho Misa rồi thì bước thứ ba là về phía Misa sẽ phê duyệt chứng thư số đó. Và sau khi vào đến bước thứ ba xong thì bước thứ bốn rất là đơn giản thôi, anh chị được cấp chứng thư số rồi thì anh chị sẽ kích hoạt cái chứng thư số đó. Và đó là 4 bước đơn giản để anh chị có thể sử dụng được cái dịch vụ chữ ký số từ xa Misa eSign. Vâng, thưa anh chị, với những sản phẩm, những tính năng vô cùng nổi bật, đó là việc mà anh chị không cần phải USB token vẫn có thể ký được khi mà đi công tác mình quên USB chẳng hạn, đúng không ạ? Anh chị có thể ký được trên app mobile. Thì đối với giải pháp chữ ký số từ xa Misa eSign là một giải pháp vô cùng thông minh, giúp cho các doanh nghiệp, giúp cho các cá nhân trong tổ chức có thể có tiết kiệm được cái thời gian, tiết kiệm được cái chi phí khi sử dụng cái giải pháp này. Và vâng, em xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Quý vị thân mến, ngày hôm nay đánh dấu sự ra mắt chính thức của sản phẩm mới, Misa cũng có các chương trình tri ân tới khách hàng theo như sự chia sẻ của bà Phạm Thị Tuyến. Misa sẽ dành tặng ưu đãi 50% cho các khách hàng đang theo dõi chương trình lễ ra mắt và đăng ký triển khai chữ ký số từ xa Misa eSign đầu tiên cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022. Quý vị có thể quét trực tiếp mã QR đang hiển thị trên màn hình để đăng ký nhận voucher hoặc các thông tin về các sản phẩm của Misa. Hy vọng rằng với món quà ưu đãi từ Misa sẽ giúp quý vị có thêm trợ thủ đồng hành đắc lực trên chặng đường 2022 phía trước. Kính thưa quý vị, như vậy ngày hôm nay Misa đã chính thức ra mắt chữ ký số từ xa Misa eSign với những tính năng vượt trội. Hệ thống của chúng tôi cũng đang ghi nhận rất nhiều những sự quan tâm và những lời chúc mừng tới từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị có thể tham khảo các thông tin đang hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!